Xin chào các bạn, hôm nay mình xin review cho các bạn chiếc micro thu âm Boya mã MM1. Chiếc micro này thì có thể kết hợp được với điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính, máy chụp hình và cả máy quay phim chuyên nghiệp nữa. Bây giờ chúng ta cùng khui hộp nhé. Sản phẩm này lúc mình mua thì có giá là 700.000. Đây là bên trong hộp. Đây là sổ hướng dẫn. Trong đây sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ráp và cách kết nối với điện thoại, cách kết nối với máy ảnh. Đây là cái chân để các bạn gắn vào cái micro và các bạn sẽ gắn cái phần này vào trên cái máy ảnh. Và một lát nữa mình cũng sẽ chỉ cho các bạn thêm cái phần để chúng ta có thể gắn cái micro của mình lên trên cái chân đỡ điện thoại. Ở bên trong thì nó sẽ còn đi kèm theo là hai sợi dây. Sợi dây này thì các bạn sẽ dùng để kết nối với lại máy ảnh. Còn sợi dây này thì sẽ dùng để kết nối với lại điện thoại. Một lát mình sẽ cụ thể từng sợi dây cho các bạn nghe nha. Và đây là bao da. Cái bao da nhìn rất là sành điệu. Các bạn có thể bỏ cái micro vào đây và bỏ vào trong ba lô, đem đi rất là tiện lợi. Và đây, nhân vật chính của chúng ta, chiếc micro Boya mã MM1. Ở phía ngoài thì nó có một cái cục bông rất là lớn. Cục bông này sẽ hỗ trợ cho các bạn là lúc các bạn đi ra ngoài mà gió lớn thì nó cũng sẽ cản bớt phần nào cái phần gió đó. Có thể gỡ cái cục bông này ra. Đây là chiếc micro của chúng ta. Chiếc micro này của chúng ta không dùng pin, cho nên các bạn cứ xài vô tư. Và đây là toàn bộ sản phẩm của chúng ta. Rồi, trước tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể gắn cái chân đỡ của cái chiếc micro này. Các bạn sẽ gắn vào ở vị trí này của chiếc micro. Rồi, đây sẽ như thế này, rất là chắc chắn. Và tại vì ở đây mình không có máy ảnh cho nên mình sẽ lấy lại hình của trong cuốn sổ hướng dẫn để nói cho các bạn nghe nha. Đây, ở cái vòng quay, cái vòng răng này nè, đây các bạn sẽ gắn cái vị trí này vào trên cái G ở phía trên của chiếc máy ảnh. Đây, các bạn sẽ trượt nó vào, sau đó các bạn sẽ dặn cái vòng răng này lại để cho nó siết chặt vị trí gắn ở trên cái máy ảnh đó. Đây là đã siết chặt rồi đó ha. Và bây giờ mình cũng sẽ chỉ các bạn cái cách để mà chúng ta có thể để được chiếc micro này trên cái chân đỡ điện thoại. Đây, chắc là cái chân đỡ điện thoại này cũng rất là quen thuộc với các bạn rồi ha. Ở trên cái chân đỡ điện thoại của chúng ta nó có cái vị trí này nè các bạn. Để cái vị trí để chúng ta để cái điện thoại á, thì các bạn sẽ mở cái con ốc ở đây ra. Các bạn gỡ cái phần này ra, gỡ cái phần để cái điện thoại ra. Và ở đây nó có con ốc nè. Đó, rồi chúng ta sẽ gắn phần ốc ở dưới cái đế này vào đây. Rồi chúng ta sẽ dặn ốc lại. Rồi, vậy là chúng ta đã có thể để chiếc micro ở phía trước mặt mà không cần phải cầm. Đây rất tiện lợi cho các bạn nào mà livestream á. Rất là tiện lợi, các bạn không cần phải cầm chiếc micro. Và tiếp theo mình sẽ nói về cái cách chúng ta kết nối với lại máy ảnh. Sợi dây mà các bạn thấy có cái xoắn ở giữa nè, là sợi dây này chúng ta sẽ dùng để kết nối chung với máy ảnh. Thì một đầu các bạn sẽ gắn vào chiếc micro, và đầu còn lại chúng ta sẽ gắn vào cái vị trí mic ở trên chiếc máy ảnh của mình. Thì cái này tùy theo dòng máy ảnh mà cái mic nó nằm ở vị trí nào. Thì ví dụ như trong cuốn sách hướng dẫn của chúng ta, các bạn sẽ để ý nè, nếu như cái chiếc máy ảnh này thì các bạn sẽ thấy cái vị trí mic nó nằm ở bên hông đó. Rồi một đầu thì như lúc nãy mình có nói là chúng ta sẽ gắn vào trong cái chiếc micro, và các bạn nhớ là các bạn sẽ gắn cái đầu chữ L này nè vào trong cái chiếc micro để cho nó bớt cái sự va chạm vào trong màn hình của máy ảnh. Còn phần còn lại thì các bạn sẽ cắm vào trong máy ảnh.
Còn đây là sợi dây để chúng ta kết nối với lại điện thoại. Các bạn sẽ thấy trên sợi dây nó có hai đầu. Một đầu ghi chữ smartphone. Đầu còn lại là chữ microphone. Bây giờ mình sẽ kết nối với điện thoại cho các bạn xem nhé. Các bạn sẽ mở sẵn cái phần mềm ghi âm trên điện thoại của mình. Rồi, theo như hướng dẫn trên sợi dây thì đầu đây, microphone, các bạn sẽ ghim vào chiếc micro của mình. Rồi, đầu còn lại, smartphone, các bạn sẽ ghim vào lên trên điện thoại. Và sau đó chúng ta sẽ hướng chiếc micro vào về phía mình và chúng ta sẽ bắt đầu nói. Bây giờ mình sẽ thử ghi âm một đoạn cho các bạn xem nhé. Xin chào các bạn. Sau khi xem video này, nếu như cảm thấy thích, các bạn nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe. Nghe thử cái đoạn ghi âm của mình lúc nãy. À, một lưu ý, trước khi nghe các bạn phải rút cái micro này ra thì chúng ta mới nghe được. Rồi, chúng ta nghe nha. Xin chào các bạn. Sau khi xem video này, nếu như cảm thấy thích, các bạn nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Rồi, mình thấy là cái âm thanh cũng rất là trong trẻo và rất là rõ. Thì mình cảm thấy là cái chiếc micro này cũng hiệu quả đạt được cũng cao. Giá tiền thì cũng hợp lý, vừa phải. Và mình hy vọng là các bạn cũng sẽ có được nhiều cái trải nghiệm thú vị mới mẻ với chiếc micro Boya MM1 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.